Chào mừng các bạn đến với laptop satoshop.com. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo một trong những mẫu laptop rất được nhiều người quan tâm trong năm nay. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi lại tiếp tục review cho các bạn xem một cái mẫu mới đến từ hãng Lenovo. Vừa qua thì Lenovo vừa cho ra mắt bộ đôi sản phẩm là Lenovo ThinkBook 14 và 15. Được rất là nhiều sự hưởng ứng cũng như là thích thú từ những người đam mê công nghệ nói chung và laptop nói riêng. Thì ở trước mặt các bạn đây là cái mẫu ThinkBook 14 G3 ACL. Tôi sẽ nói sơ về cái ngoại hình để các bạn dễ hình dung. Thì như chúng ta thấy Lenovo trước giờ tông màu chủ đạo thì là màu đen. Bên dòng ThinkBook thì nó sẽ là màu bạc, màu xám chì. Nhìn chung thì tạo cái điểm nhấn cho máy nó rất là cứng cáp. Thì cụ thể trên dòng này thì chúng ta có thể thấy là máy với kích thước là 14 inch, nhỏ gọn. Tôi cầm nắm thì thấy là rất là chắc tay. Điểm đặc biệt của dòng máy này là ngay cái ấn tượng ban đầu khi mà mình nhìn vào, các bạn có thể thấy hai dải màu xám ở trên thì nó màu bạc bạc, xuống dưới phần này thì nó 1/3 máy dưới thì lại để một cái line màu xám trắng, nhìn rất là sang trọng và cá tính, và có khắc cái chữ ThinkBook lên trên bề mặt này, để trông nó khá là hay và nổi bật. Nó tạo ra một cái gì đó rất là lịch lãm nhưng mà nó không quá màu mè. Đó là cái điểm tôi thích ở dòng Lenovo này. Rồi chúng ta sẽ đi xung quanh xem cái ngoại hình từ ngoài vào trong nhé. Tôi sẽ nói từ từ để các bạn có thể nắm được. Máy được trang bị cái màn hình làm chuẩn là 14.1 inch tràn viền. Theo như con số của cái hãng thông bố thì cái màn hình này đã được trang bị cái công nghệ là giảm ánh sáng xanh, để giúp cho chúng ta là sử dụng trong thời gian dài không có làm bị mắt bị mỏi, vì phải điều tiết những cái dòng ánh sáng nó có hại cho mắt. Một điểm khá là hay. Về kết cấu máy thì phần dưới bản lề nối với màn hình thì đã chuyển sang bản lề đơn ở giữa, thì cái điều này làm cho máy khi mà mình mở cái máy ra nó tạo một cái lực mở rất là cân xứng ở giữa, nó chắc chắn. Thì khi mà mình mở máy vậy thì đồng thời máy cũng tạo một cái cấu trúc là bản lề có cái cạnh dưới này, nó sẽ đội cái phần đáy máy lên, nó tạo cái khoảng hở nhất định để cho máy được thông thoáng, cái luồng khí đối lưu cũng tốt hơn. Như các bạn thấy thì mặc dù là 14 inch nhưng mà hãng cũng cố gắng dàn trải cái bố cục bàn phím cũng rất là to. Cho nên khi mà soạn thảo văn bản thì tôi có gõ vào thử thì tôi thấy nó rất là nhạy, cảm giác êm ái, dễ chịu. Trên mặt phím cũng có phủ một cái lớp poly, sờ vào nó nhám nhám nhưng mà nó cũng trơn tru, tạo cảm giác rất là dễ chịu khi mình soạn thảo văn bản. Kích thước touchpad thì rộng rãi, khi mà tôi click vào thì nó rất là êm mà nó không có cảm giác sượng nha. Trên một số dòng thì cái điểm nhược khi mà làm dạng touchpad này thì đôi khi bấm hơi bị dính, nhưng mà tôi hoàn toàn không gặp vấn đề đó trên cái dòng này. Đó là điểm hay. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn một chút xíu vào các cái cổng kết nối xung quanh. Chúng ta sẽ xem từ ngoài vào trong mà, đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ xem cái cạnh bên trái của máy. Thì máy được trang bị bộ đôi cổng USB Type-C kết hợp với lại sạc. Thì chúng ta có thể sạc pin cho máy, cắm thẳng adapter chuẩn Type-C vào đây. Đồng thời hai cổng này cũng có thể là dùng để kết nối dữ liệu, truyền tải dữ liệu, sao chép dữ liệu qua lại với các thiết bị ngoại vi cũng rất là tốt, cho tốc độ khá là nhanh. Ngoài ra là có cổng HDMI để các bạn xuất ra ngoài màn hình, USB 3.0, cổng jack cắm tai nghe, combo headphone. Đây là một cái đèn báo tín hiệu pin. Về mặt trước thì cũng đơn giản thôi, thì làm phẳng,
gọn gàng. Về mặt bên hông thì bên phải thì có một khe cắm thẻ nhớ và 4 trong 1. Cái khe này các bạn có thể cắm những loại thẻ nhớ từ máy chụp hình cho đến những thẻ nhớ nhỏ bạn được cắm vào thì nó rất là tiện dụng. Một cái cổng USB nữa. Đây là một cái cổng LAN. Điểm đặc biệt là tôi thấy là những cái dòng laptop mà khi mà nó ngoại hình nó đã làm quá mỏng á, thường họ sẽ bỏ để cổng LAN này. Nhưng mà dòng Lenovo này thì vẫn để. Cũng có một cái hay là rất là nhiều công việc hiện nay đòi hỏi cái độ chính xác cũng như là cái mạng nó ổn định cao, thì tôi vẫn đánh giá cao ở cái cổng LAN mạng dây này. Thì đối với những một số công việc mà các bạn liên quan đến chứng khoán hoặc là chơi game online ví dụ như vậy thì sẽ cần một cái đường truyền cực kỳ ổn định hơn cả wifi, thì chúng ta sẽ dùng cổng này. Kế tiếp là cái cổng khóa Kensington để bảo vệ cho cái laptop khi chúng ta để ở những nơi công cộng nhé. Mặt gáy thì khi nhìn ở góc độ này chúng ta sẽ thấy một cái gờ cao su ở phần dưới, nó nhô lên như vậy là để cho nó tạo khoảng hở giữa mặt đáy máy và cái bề mặt bàn để cho máy được thông thoáng hơn. Rồi, rất là gọn gàng. Rồi chúng ta sẽ đi sâu vào cái cấu hình bên trong để xem dòng máy này được trang bị là như thế nào nhé. Rồi, trước mặt các bạn đây là các bạn thấy là đang được trang bị chip xử lý là CPU AMD Ryzen 7 series là 5700U với là 8x16 luồng. RAM được trang bị sẵn trong máy là 16GB DDR4. Và ổ cứng thì tôi thấy được trang bị trong đây là 512GB SDM2 SATA. Với những thông số vừa nêu trên thì cho bạn một cái tốc độ xử lý khá là ấn tượng. Thời gian mở máy, đóng mở ứng dụng nó rất là nhanh. Chip Ryzen 7 series 5700U này chúng ta có thể so sánh nó tương đương bằng bên hãng của đội xanh, đó là một đại diện ví dụ như là Core i7 1165G7 chẳng hạn, thì hai con này nó sẽ có sức mạnh xem tương đương nhau. Thì các cái hãng liên tục cho ra đời những cái mẫu chip mới để phục vụ với nhu cầu người dùng. Đi kèm đó thì máy này được tích hợp một cái chip xử lý là AMD Radeon Graphics, nó rất là tốt cho các bạn xử lý những nhu cầu đồ họa 2D cũng như là những cái tác vụ văn phòng giải trí vừa phải, thì dòng này đáp ứng rất là tốt. Thì tất nhiên rồi, với một cái dòng nhỏ gọn như thế này thì chúng ta không bao giờ dùng để mà làm những công việc nó quá nặng, ví dụ như là render hay là video gì đó thì chúng ta sẽ chọn những dòng máy khác. Nhưng với sức mạnh của con này thì tôi tin rằng nó đảm bảo phục vụ cho các bạn một ngày làm việc hoàn hảo. Điểm mạnh của dòng máy này là độ sáng màn hình. Theo thông số của kỹ thuật của hãng đưa ra thì độ sáng màn hình nó lên tới 300 nits. Nó rất là sáng. Ở trong các điều kiện ánh sáng xung quanh thay đổi thì tôi thấy là cái vẫn quan sát được cái màu sắc tươi sáng của cái màn hình. Và cái góc nhìn cũng rất là rộng, trên 170 độ. Thì chúng ta có thể dễ dàng quan sát khi mà chúng ta đứng ở bên hông máy như thế này. Ở trên phần camera thì cũng trang bị một cái khóa bảo mật camera. Thì trong những năm gần đây là các hãng rất chú trọng cái vấn đề này, tăng cường thêm là để chúng ta có một cái cần gạt như thế này. Khi chúng ta ở nhà sử dụng hay là ở công sở chúng ta không sử dụng, chúng ta có thể gạt ngang qua để tránh cái trường hợp là bị không mong muốn là bị hack camera chẳng hạn. Cũng rất là hay. Tính năng bảo mật tiếp theo đó là hãng có thể tích hợp cái bảo mật vân tay lên cái nút nguồn này, thì rất là tiện lợi. Khi mà các bạn mở khóa lên thì bây giờ có nhiều option hơn. Các bạn có thể đặt password, các bạn có thể đặt vân tay, các bạn có thể là dùng mã pin. Rất là ok. Điểm tiếp theo mà tôi muốn nói đó là riêng dòng máy này thì vừa qua đã được tích hợp vào trang bị một cái công nghệ gọi là Whisper Voice. Đó là một thuật toán loại bỏ cái tiếng ồn thông minh. Khi mà các bạn có cái nhu cầu hội họp trực tuyến
Thì công nghệ này giúp loại bỏ tiếng ồn xung quanh không mong muốn, mà khi người dùng chỉ cần tập trung cho cuộc họp hoặc là làm việc từ xa thì nó đạt cho mình cái hiệu quả tốt hơn. Thì đó cũng là một cái điểm nhấn khá là ấn tượng. Đối với các bạn mà sử dụng văn phòng cả ngày, đôi khi chúng ta quên mang sạc, thì với cái máy này nó đáp ứng cho chúng ta thời lượng pin là gần như là cả gần một ngày làm việc. Tôi thấy là thông số rất là ấn tượng. Và trọng lượng máy nó cũng nhẹ, khoảng 1 ký mấy thôi. Thì máy đang có sẵn tại hệ thống laptop sách tay shop. Các bạn có thể tới trải nghiệm. Đặc biệt nha, những cái bạn mà có những cái nhu cầu mà chỉnh sửa hình ảnh hoặc có nhu cầu về thiết kế in ấn mà cho cái màu, độ màu chuẩn chính xác cao á, thì chúng ta cũng nên chọn cái dòng laptop này. Bởi vì thông số của hãng đưa ra là cái độ chuẩn màu nó đạt tới 100% sRGB, một con số rất là ấn tượng với một dòng laptop văn phòng bình thường như thế này. Đó, thì cũng mong là các bạn sẽ đến trực tiếp tại cửa hàng, xem trực tiếp, cầm nắm, xem sản phẩm màu sắc cân nặng như thế nào, chúng ta sẽ có cái nhìn khách quan hơn để lựa chọn chúng ta cái dòng laptop nó phù hợp hơn cho bản thân mình. Thì hiện tại trong thời điểm tôi đang review thì mức giá của dòng máy này khoảng 25.390.000. Nó sẽ xê xích một tí xíu so với từng thời điểm. Tôi sẽ đưa các bạn một cái con số để các bạn dễ hình dung. Với con số 25 triệu thì có thể có nhiều bạn là nói là mắc, nhưng mà đắt mà sắc ra miếng. Mỗi một cái tính năng trên máy nó đều cho chúng ta một cái lợi ích nhất định, và nó đều có cái giá trị riêng của nó, cho nên nó mới có tầm giá như vậy. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở những video clip sắp tới. Còn bây giờ mình sẽ tiếp tục chuẩn bị những cái dòng máy mới hơn, liên tục cập nhật cho các bạn xem, để các bạn có thể đưa ra nhiều cái sự lựa chọn mới hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.